Người có phải đàn sao em lại dám phím thân này? Ai dám kêu kỳ và là kêu căng, nào dám lo vợ cho mặt anh lên đâu mà xin. Em còn phải bị những chiếc mùi dịp tối nên cản đặt lại đôi giày vì em có nhiều cần nói. Thích anh phải nói em đi cùng nói hai lời. Vương đã hai mất đằng sau sẽ có ai ngồi. Có vẻ như là anh không thèm ngỏ ý, hoặc anh cũng chẳng thèm thích